Đây là một con dao mèo chuôi bằng gỗ cẩm chỉ, khâu đồng đỏ, một chốt. Còn ở trên này, vỏ cũng được làm bằng gỗ cẩm chỉ. Đây, nhìn này, chưa mở. Đây, rất là chắc chắn đúng không ạ? Bây giờ mở này, anh em vuốt về cái chỗ dày hơn, to hơn. Đấy, rút nó ra. Rồi, rất là chắc. À, độ dày của nó thì đến gần 3 ly nhé. Chiều dài là 18 cm. Thì bây giờ test qua về cái độ sắc bén để anh em ví dụ như là đi câu, đi rừng, đi phượt. Đấy, cắt gọt, lọc thái thì nó cũng ok. Với một cái con độ dày tầm 3 ly như thế thì nói chung là để làm được một con dao chặt gà rồi đấy. Những cái con như thế này thì anh em đi rừng, nếu mà không chặt vào những cành cây mà bổ như này nó hơi khó. Anh em để ghè nó vào như này, đúng không ạ? Anh em ghè nó vào như này, anh em cầm một khúc cây khác, đấy, anh em đập nó vào đây. Đập nó vào đây thì cái cây nó đứt. Đấy, mình phải biết áp dụng. Rồi, con này thì anh em đi câu đi các thứ thì nó tiện mà nó đẹp, gọn, nhỏ. Đây này, 550 nhé. Đây, giá của nó là 550k. Đấy không ạ? Rồi, ok. Đấy là với một cái con mèo mini nhé, 18 cm. Tiếp theo, đây là một con mèo vỏ mun, chuôi mun. Đây, chỗ này được làm bằng chuôi ốp nhé. Chuôi ốp rất là dày dặn. Và tất cả được làm bằng thép nhíp xe IFA. Độ dày của con này là 4 ly, cũng để đi rừng, đi phượt. Nói chung là anh em đi rừng mấy con này thì nó tiện mà cắt gọt lọc thái được. Với độ dày 4 ly thì nói chung là vẫn cắt gọt được thoải mái. Còn những cái con mà từ 5 ly rưỡi đến 5 ly, 6 ly trở lên ấy, thì anh em sẽ dùng để đi chặt cây. Đấy, chặt thì nó sẽ ok hơn. Với những cái con như này, con này là 850. Rồi, chiều dài lưỡi là 26 cm. Độ dày là 4 ly. Chuôi được làm bằng gỗ mun đen, 4 chốt. Đây, vỏ ốp như thế này, rất là dày dặn. Đấy, cầm rất là đầm tay. Cân nặng của nó tầm 600 đến 800 gram cả vỏ nhé. Rồi, đấy, tất cả được làm bằng mun đen. Đây này, đút nó vào như thế này, đẩy về đằng trước là chế độ khóa. Đấy, khóa như thế này thì rất chắc chắn. Ví dụ như anh em đeo vào người như thế này, đi làm, đi rừng thì nó sẽ không bị tụt nhé. Đẹp, không chỉ thẩm mỹ mà nó còn mua về để dùng được và để che phong thủy được. Ok, tiếp theo thì sẽ đến với một cái con tầm giá chung nhất như thế này. Chiều dài thì nó sẽ dài hơn, dày hơn, to hơn và nặng hơn. Một cái con mèo như này giá là 950k. Dài 28 cm, dày 5 ly đến 6 ly. Con này dùng để chặt cùi được nhé. Rồi, ok, chuôi của nó cũng được làm bằng mun, hai chốt, khâu đồng đỏ. Rồi, để xem với một cái con mà độ dày như thế, chặt được cây như thế thì nó có sắc lắm không? Cũng sắc. Rồi, cũng sắc. Nó sẽ sắc nhiều hơn ở cái phần ở trên này. Còn ở dưới này thì anh em sẽ hầu như là sẽ không được mài sắc lắm, để anh em cố tình là để dày để chặt. Đấy, thì người ta cũng thiết kế như này mà chỗ này rất dày này. Chỗ này thì nó sẽ thuôn dần và mỏng hơn, nhọn hơn. Và nó sẽ sắc hơn ở phần này. Đấy, từ chỗ bầu này trở xuống là nó sẽ dày hơn. Và nó sẽ không phải là kiểu nó sắc mỏng mà để chặt được, nó phải dày hơn. Đấy, anh em phải tưởng tượng nó như thế. Nên là hầu như trên này nó sẽ sắc nhiều hơn này. Con này thì các bác có thể là thái, gọt, lọc được ở trong rừng. Ở dưới này thì chặt được. Đấy, con này là 950k. Ở cái vỏ mun này thì có một cái thiết kế là anh em có một cái lỗ ở đây. Đây, một cái lỗ đây. Đấy, như thế này. Tại sao? Tại vì lúc trước là em không để lỗ đâu. Nhưng mà bây giờ cố tình để lỗ để thứ nhất là những cái vỏ như này nhớ mà sau này nó có những cái thay đổi. Ví dụ như là nó có co vào hay khô vào thì nó sẽ không bị đọng nước chẳng hạn. Thì nó sẽ thoát được nước qua cái đường dưới này. Đấy, rất là ok. Giống như ổ khóa, người ta cũng thiết kế một cái lỗ nhỏ dưới này để thoát nước, thoát dầu nhé. 950k. Tiếp. Tiếp theo là đến một con siêu to khổng lồ như thế này. Chiều dài lưỡi của con này, chiều dài là 30 cm. Đây, tất cả những cái con vừa xong được làm bằng thép nhíp xe IFA, xe cũ của Nga nhé. Còn cái con này đặc biệt hơn là chất thép này được làm bằng thép không gỉ, thép trắng. Đấy, con này thì để phong thủy, để treo thì đẹp hơn. Cái chuôi này cũng được làm bằng mun hai chốt, khâu đồng vàng. Nhưng đặc biệt là nó sẽ có cái chắn tay như thế này. Đây, đẹp, giá là 1,2 triệu. Dày 6 ly. Đây, con này đi rừng cũng được mà các bác treo phong thủy cũng được. Nhưng phải chia sẻ thật lòng là ưu điểm là không gì, nhưng mà về độ sắc bén thì nó sẽ chỉ 1,9, 1,10 so với những cái loại thép nhíp thôi nhé. Đây, so với những cái loại thép nhíp thì nó không thể sắc bén cực kỳ, nhưng mà nó vẫn là để cắt gọt lọc được. Đấy, và nó sẽ không bị gì. 1,2 triệu, quá là ok cho sản phẩm này. Rồi, bác nào thích những loại này thì giá em để ở... Bác nào thích những sản phẩm này thì số điện thoại em để trên góc này, 0387 696 797. Cảm ơn các bác. Không chỉ có những loại này, em còn có cả Farang hay là Curie, rất là nhiều loại.
Đấy, đây là khóa mở con dao này, gạt về đây là mở này. Đấy, gạt về đầu này này, gạt về đầu này là khóa này. Đấy, khóa có nghĩa là đẩy từ đầu to đến đầu bé để cho nó giữ lại thế thôi. Đấy, đi rừng như thế này thì nó mới chắc nhé. Còn rất là nhiều loại mèo nhỏ này, dao bếp này, bộ nhám này, Kuri Farang và dìu nhé. Dìu những loại bình thường thì rẻ tiền tầm 500 đến hơn 600, còn những loại mà bằng mun, vỏ mun nhé, quý hiếm mà nó khó tìm hơn, giá tầm 700. Và có thể anh em mua lưỡi lẻ cũng bán. Cái lưỡi dìu làm bằng lát của ô tô, rất là cứng cáp. Ok, bác nào thích thì có thể liên hệ. Cảm ơn các bác.